Việc chào quý vị và các bạn nha. Việc Thanh Lý bán lại hai cái cặp vỏ lo này. Hai cặp này thì hôm qua có bác khách kia bác đặt cọc 500k 500 ngàn, và bác nói là để hôm nay thì bác lấy, nhưng mà hôm nay thì bác nói là thôi bác không lấy, tại vì bác nói là phí vận chuyển ra ngoài bác á, nó cũng hơi cao, cho nên bác muốn đóng thùng mới bác xài thì bác bỏ 500 nghìn. Thì bây giờ việc sẽ quay vào việc bán lại. Thì cái đôi này á, cái đôi lớn này nè, đôi bỏ lớn này thì việc bán 4.500.000 đó, thì khách bỏ cọc 500.000, thì bây giờ là mình sẽ bán 4 triệu nha. Chút xíu nó việc sẽ đo kích thước vân vân các thứ này nọ để quý vị và các bạn xem tham khảo. Thì bạn nào thấy ưng thì liên hệ 0963 721 519, thì số đó cũng là số Zalo của việc luôn. Thì quý vị và các bạn gọi không được thì nhắn tin, việc sẽ trả lời sau. Đôi khi việc bận công việc này công việc kia thì không có kịp nghe máy của quý vị và các bạn. Và phương thức mua hàng thì quý vị bạn nào chuyển khoản trước bán trước, không ship COD, không chờ không đợi nha. Đó, thì hàng thì mình quay cận cảnh chi tiết rồi, đúng như video mô tả, mình không có chụp hình, tại vì á là mình đã bị rất nhiều lần, nhiều người á xin hình của mình á, rồi lấy hình ảnh của mình đem đi giao bán đầu này giao bán đầu nọ, làm từ lưa hết chân đó, mà lấy cái hình của mình đi rồi bán, rồi sau đó rồi không có hàng để giao cho người ta đó. Tức là những cái thành phần mà gọi là bịp á đó. Cho nên sau này á, mình không có chụp hình, mình chỉ quay video thôi là chắc cú đó. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cặp vỏ của hãng Bioneer đó. Thì e căng nằm bên trong, e căng thì lưới nó cũng có lủng này nọ đó, về vị tự thay. Về cặp vỏ này á, thì bắt bát 30 nha quý vị và các bạn đó. Bát 30, và cái chiều sâu của vỏ này á, là 34, ngang 38 và cao 67 đó. Bát 30 nha. Rồi về phần thùng thì thùng gỗ lạng, hay quý vị và các bạn, thùng gỗ lạng nha. Thì giá việc báo công khai ở trên video quý vị và các bạn, bạn nào thấy mua được thì mua, mua không được thì xem chơi cho vui đó. Còn thấy cho nào bán rẻ hơn thì mình cứ mua. Có một vài bạn sân si này nọ, thấy báo giá cái lên sân si nói này nói nọ đó, thì mình thấy chỗ nào rẻ mình mua. Quy luật là như vậy quý vị và các bạn, thấy chỗ nào rẻ, chỗ nào đáng tin tưởng thì mình mua. Rồi thì ở phía sau nó như vậy. Hiện tại thì cái vỏ này á, là mình nói tình trạng chung là nó có chày này nọ, mẻ góc chút chút nè. Về tình trạng chung của cái thùng này thì nó có mẻ cạnh đâu này nọ nè, đã theo năm tháng mấy chục năm rồi thì nó phải như vậy thôi. Còn về phần mà bể nở vô nước thì thùng này không có đó, tình trạng chung là như vậy. Và giá cặp này là 1.500.000 đồng, không bao gồm phí vận chuyển quý vị và các bạn. 1.500.000 đồng không bao gồm phí vận chuyển. Và cái bát này là bát 30 nè. Còn cái lỗ ở trên này mình tính lọt lòng nha, cái lỗ này đây qua đây là lọt lòng là 13 nè, còn đây đây xuống đây là 6 ha. Còn ở dưới này, cái lỗ dưới này thì từ đây qua đây là lọt lòng 27 ha. Còn chiều cao chiều đứng này nè, lỗ 12 ha, quý vị. Để mình đo chính xác lại coi có phải 12 không nhớ vì bỏ bài. Mười hai nha quý vị và các bạn đó. Rồi ở đây là một cặp vỏ thùng của xăng xui. Thì cái cặp này á, là cái thùng xăng xui 5500. Cái cặp này thì hiện tại là ở trên thị trường, nếu mà nó còn nguyên này nọ đó đẹp thì khoảng 45-50 triệu rồi đó, là giá là nguyên lo rồi này nọ. Thì đây việc gã ra bán. Rồi phần e căng nè, cái lưới quý vị và các bạn đó. Thì cái lưới này, cái vải ở bên trong này nè, nó lủng lủng nè, có thể về thay vải khác hay là cứ để như vậy cũng không sao đó. Còn ở đây là cái mặt cái căn này là mặt cây, theo năm tháng thì có chày này nọ, ở đây chày nè. Rồi và cái lưới chỗ này nó lủng nè, đây cái lưới vải nha đó. Rồi cái căn thì nhìn chung nó như thế này, để việc để hai cái căn cho quý vị bạn xem nè đó, còn cũng khá là ngon.
về kích thước thùng quý vị và các bạn, ở phía trước thì thùng gỗ lạng nha quý vị và các bạn. Đó, thùng gỗ lạng. Kích thước thùng thì cái chiều cao của cái thùng này á là 85, chiều sâu là 43 và ngang là 53. Cái kích thước rất là to. Thì kích thước thùng này bắt bát 40, thì bông tiêu âm là còn đầy đủ hết trong thùng nha quý vị và các bạn. Mình không có lấy bông tiêu âm ra. Đó. Phía trước có hai lỗ thùng hơi. Rồi, bây giờ thùng này á thì nó có chày nè. Nè. Nha. Về bạn nào muốn tút tát lại thì tốt, còn không để vậy xài cũng được. Thì mấy bạn thôi. Còn mấy bạn nào thấy mua đồ mới xài thì mình mua. Thì việc nói vậy á, để cho một số bạn á, cứ linh tinh lang tang á, bình luận comment dạo á, nói này nói kia á, khỏi nói luôn. Có mấy bạn nói ông Việt bán hàng nói chuyện như thấy ghét, nói tới cái là mua được thì mua, muốn được thôi. Vậy chứ sao quý vị và các bạn, tiền của quý vị và các bạn, thích thì quý vị và các bạn mua, không thích thì cũng không ai ép được quý vị và các bạn. Đó. Mà giá người ta, giá em Việt là báo trực tiếp trên video, không có inbox gì cho. Cái sao này là nó bị móc. Nó, chứ không phải là nó bể nở vô nước gì đâu. Đó. Rồi. Ở phía sau nhìn từ xa này. Thì cặp này về á, về các tỉnh ở phía Bắc à, thì chắc mình đoán chắc tiền ship nó cũng khoảng ở 800.000. Đó, mình đoán vậy nha. Đây nó nặng nó to á. Thì quý vị một bạn mua thì nghiên cứu cho kỹ. Mình không bao phí ship. Rồi. Cái cặp vỏ này 4 triệu đồng. Đúng là 4 triệu rưỡi, khách bỏ 500 rồi, giờ còn 4 triệu. Rồi bạn nào mua thì liên hệ nha. Rồi, xin chào quý vị và các bạn.